Đức Chúa Giêsu đi ngang qua giữa một cái khu rừng mênh mông lắm, một bãi đá lớn, thấy tất cả những người đang đứng, nguyên một cái làng xã nào đó đứng ra, có một cô gái rất là tội nghiệp bị họ căng tay trên một cái nhánh đá. Chắc có lẽ cô gái này bị họ giam giữ lâu lắm rồi. Chúa Giêsu mới hỏi cái ông lớn nhất trong đó, ông trưởng làng, trưởng thôn trong đó. Thì ông trưởng thôn mới nói rằng là trong cái luật Môi-se của chúng con, một người phụ nữ không có chồng mà tự nhiên có mang, tức là phạm tội. Cho nên hôm nay cô gái này không có chồng, không có người đàn ông nào đứng ra chịu làm chồng của cô hết, mà cô đang có mang, cho nên theo cái luật này con phải xử tử cô ấy. Chúa Giêsu mới nói một câu thứ nhất: cô ấy có lỗi, nhưng mà đứa trẻ không có lỗi. Nhưng mà tên trưởng làng cứ nói theo một cái gọi là bản ngã của mình thôi, theo cái vô minh của mình, theo sự cố chấp của mình. Mẹ nó là kẻ có tội, nó là con của người có tội thì nó cũng phải có tội mà thôi. Thân thể mẹ của họ, mẹ của nó dơ giấy, nó nằm trong bụng của mẹ nó, cho nên nó dơ giấy luôn, nó có tội luôn, cho nên giết. Rồi ông mới đưa cho Đức Chúa Giêsu một cục đá. Chúa Giêsu cầm cục đá và tiến lên trước tất cả một đám đông. Chúa Giêsu mới nói một câu: được, ta đồng ý cho các người sử dụng luật Môi-se ném đá cho cô gái có tội này cho đến chết. Nhưng mà trước khi ném đá, ta nói một câu: ở trong đây, trong đám đông này, ai là người chưa từng có tội sẽ được ném viên đá đầu tiên. Ai là người chưa từng có tội sẽ được ném viên đá đầu tiên. Ông trưởng làng, ông đứng, ông nhìn Chúa Giêsu một hồi ngơ ngác, ông giục cục đá xuống. Và lần lượt từng người ném xuống, từng người ném xuống, ném xuống rồi ra về, ném xuống rồi ra về. Còn lại có mình Đức Chúa Giêsu và cô gái. Lúc bấy giờ cô gái ngẩng đầu lên và nói: thưa Ngài, còn Ngài thì sao? Chúa Giêsu ném cục đá xuống và trả lời với cô gái bằng một giọng nói rất ôn tồn: ta cũng vậy. Rồi Ngài đi về. Nhưng mà Chúa muốn cho tất cả mọi người một bài học: các con ơi, các con đều có tội. Sanh ra nơi đây, các con ai cũng như thế, đều có tội. Tội ở một ngã này, tội ở một ngã kia, không có ai là người hoàn toàn trong sạch cả. Cho nên cô gái đó cũng là người có tội, các con cũng là người có tội. Tại sao các con không tha thứ cho nhau đi? Phải không? Thì cuối cùng rồi, những người dùng cục đá xuống, tức là họ thể hiện một âm thanh bằng hành động: tha thứ đối với Phật tử à. Cho nên thầy mong đạo tràng của mình cũng giống như vậy. Đừng dòm ngó lỗi của nhau, hãy sống với nhau bằng một tình thương chân thật. Hãy yêu thương nhau, và bên đây hãy tha thứ cho nhau, để rồi tất cả chúng ta sẽ bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.